Nam em khiến Dương Tình đổ gục với nhan sắc ngọt ngào, sánh đôi bên nam thần điển trai tưởng lạ mà quen. Dạo gần đây, nam em là cái tên được cộng đồng mạng liên tục nhắc đến kể từ khi cô tiết lộ sẽ ghi danh Miss Universe Việt Nam 2022, được công chúng biết đến với vai trò là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và người mẫu. Nam em là một trong những người đẹp đa năng, có được chỗ đứng nhất định trong VBiz. Sau nhiều scandal không đáng có, thời gian gần đây, cô nàng thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn cho người hâm mộ. Mới đây, nam em vừa tung loạt ảnh nhá hàng cho dự án kết hợp cùng soái ca Bạch Công Khanh, gương mặt điển trai tưởng lạ mà vô cùng quen thuộc với phần đông khán giả. Với sự tái xuất lần này, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 tiếp tục khiến Dân Tình mãn nhãn với diện mạo xinh đẹp, nhẹ nhàng với gương mặt thanh thoát và những bộ cánh sang chảnh không chỗ chê, phối hợp chân váy dài màu vàng đồng với họa tiết phân hoa nổi bật và áo đen cúp ngực bên trên cùng kiểu tóc chảy gọn ra sao để lộ những đường nét thanh tú trên gương mặt. Nam em hóa hành quý cô sang chảnh của giới hưởng lưu sặc mùi tiền. Thế nhưng, đến với outfit thứ hai, nam em lại gây ấn tượng với hình ảnh một cô nàng trang nhã, dịu dàng huy mị, đậm chất nàng thơ, trong chiếc đầm với những họa tiết cầu kỳ, tựa bức tranh được họa mực xanh trên nền giấy trắng. Người đẹp gốc Tiền Giang khiến Dân Tình không khỏi say đắm như chết chìm trong mật ngọt, vì sắc vóc mặn mà và hình thái đỉnh cao sẵn có.